mà các bạn ăn cá viên chiên nha các bạn, đúng không? Cá viên chiên nè các bạn ạ. Mời các bạn nha, lại ăn cây xúc xích nha các bạn. Đây cây xúc xích nè, cây xúc xích nha các bạn, mời các bạn. Quá trời ăn luôn. Thấy không? Cái này ăn ghê chưa? Nhào lên tay luôn. Nước tay chọt chọt nữa. Mẹ bắt mẹ. Loại rất là đẹp, cá đủ mà. Gì à? Đây có Việt nó đang chọc cá nha các bạn. Bữa nay 20 tháng 10 Việt các mình đi cà phê cá coi ở Hóc Môn á. Đường Hóc Môn nha các bạn. Cà phê này nước rất là mát, cá cũng rất là đẹp luôn. Cá ăn quá đẹp luôn các bạn ơi, rất là đẹp luôn nè. Cái ăn bịch 5.000, cho tí xíu là hết đó, bịch 5.000 rồi. Có con cá màu chấm đen nè, con cá màu chấm đen này đẹp. Hai con này cũng đẹp nữa nè. Con nó bò lên tay tôi ăn nè, còn bò em nói gì nè. Không bình thường luôn. Hết rồi. Đây là cá coi nè nè các bạn. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Nè. Các bạn thấy không? Đó. Cá quá đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây là quán cà phê cá coi nè. Người ta đi rất là đông luôn á. Mình đã có món đồ ăn rồi nha các bạn. Cá viên chiên nè. Cá viên chiên xúc xích nha các bạn. Đây, mình sẽ có món ăn thôi. Đây là cá xúc xích nha. Đây. Đây. Nè. Ăn. Cái này là cây sả nha các bạn. Không à, cam sả, trà đào cam sả các bạn ơi, Việt nó uống trà đào cam sả. Mời các bạn các uống bạn đi. Uống trà đào cam sả nha các bạn. Ngon không? Ngon vị nó ra sao? Ngon quá các bạn ơi. Uống nước tráng miệng nha các bạn. Đây, mời các bạn uống nước tráng miệng nha. Cá viên chiên nha các bạn. Cá viên chiên, mời các bạn cá viên chiên đi. Gọi là cá đó.
Mời các bạn ăn cá viên chiên nha các bạn. Nè, cá viên chiên nè các bạn ạ. Mời các bạn nha. Ngon không? Dạ. Ngon quá. Ở đây cảnh rất là đẹp luôn nè các bạn. Đây đó là cây bông giả nha, nhưng mà nó đẹp lắm. Thôi. Cá này là cá coi nè nè các bạn. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Nè. Các bạn thấy không? Đó. Cá quá đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây là quán cà phê cá coi nè. Người ta đi rất là đông luôn á. Nước suối chảy nha các bạn.